Còn tiếp theo sẽ là những thông tin dự báo thời tiết. Bão số 8 đã suy yếu nhưng vẫn đang gây mưa cho khu vực Bắc miền Trung, khiến công tác cứu trợ và tìm kiếm người mất tích gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là tại khu vực Rào Trăng Ba, Thừa Thiên Huế. Vậy mưa ở đây sẽ tiếp diễn như thế nào? Chúng ta cùng chờ đợi những thông tin mới nhất từ biên tập viên thời tiết Thanh Tùng. Xin mời anh Thanh Tùng. Vâng, thưa anh Hoàng Dương và quý vị khán giả. Mưa do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 8 tại khu vực Rào Trăng Ba cũng như là Thừa Thiên Huế thì chủ yếu là diễn ra trong đêm nay và sáng sớm mai. Mưa với lượng là từ 5 cho đến 10 mm mỗi giờ. Xét về lượng thì không lớn, tuy nhiên là mưa xuống vẫn khiến cho đất đá bở nhão, vừa cản trở vừa gây ra nguy hiểm cho việc đi lại cũng như là công tác tìm kiếm những người bị mất tích tại đây. Từ sau 4 giờ sáng mai thì mưa có thể dứt, thế nhưng khoảng tạnh ráo đó cũng chỉ diễn ra tạm thời và có thể duy trì cho đến đầu giờ chiều, bởi vì từ 16 giờ trở đi thì mưa sẽ xuất hiện trở lại. Thừa Thiên Huế thì mưa không to, thế nhưng Quảng Trị cho tới Nghệ An thì vẫn có những điểm mưa vừa mưa to trong đêm nay và ngày mai, và tổng lượng mưa của khu vực này sẽ là từ 50 cho đến 150 mm. Với những dự báo như vậy thì sạt lở đường giao thông, sườn đồi núi rất dễ xảy ra. Người dân hãy tránh xa những khu vực đã từng sạt lở, bởi vì là hiện tượng này thì có thể lặp lại ở cùng một địa điểm. Nếu như nhìn thấy người bị mắc kẹt hoặc là bị thương ở những cái khu vực bị sạt lở thì chúng ta không tự ý vào cứu mà hãy thông báo ngay cho các lực lượng chức năng tại địa phương. Còn bây giờ chúng tôi sẽ được chuyển sang phần dự báo chi tiết cho các thành phố trong đêm nay và ngày mai. Với Đà Nẵng thì dự báo đêm nay có lúc có mưa, trời se lạnh 22 độ. Còn sang ngày mai thì mưa không mưa, nhiệt độ cao nhất là 27 độ. Thành phố Hồ Chí Minh dự báo vẫn có mưa dông trong đêm nay, thời tiết mát mẻ 25 độ. Sang ngày mai thì mưa giảm xuống vài nơi về chiều tối, còn từ sáng đến chiều trời nắng, nhiệt độ tăng lên đạt mức 33 độ. Thủ đô Hà Nội dự báo mưa rào bất chợt, đêm nay trời lạnh 21 độ, sang ngày mai thì nhiệt độ không quá 25 độ.